Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở Đồ Đỗ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2023 rồi. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình cao 1m8 của anh Hải ở Xuân Lai, Thọ Xuân, Phú Thọ này về nhá. À, là chúng em vừa mới sơn lót xong. Đó. Anh là anh lấy mộc nhá. Anh lấy mộc sơn lót nhá về nhá. Đó. Quay qua cho quý khách xem. À, là cao 1m8 này, đường kính là 50 phân, cao 1m8 đường kính 50. À, mộc ở kia đẹp nha, đẹp nha. Đấy. Ở đây em chuẩn bị bàn giao cho anh nha, bàn giao cho anh Hải nha. Nhưng mà cái khách hàng lấy ánh như thế này như của anh Hải lên thì giá sẽ là 13.500.000 nha quý anh nha. Hàng gỗ lục lõi không rác không dập. Đấy, cái kia đẹp cái anh thấy ra. Xin nhắc lại là cao 1m8 đường kính 50 phân. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm hãy liên hệ nghe với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0914222266 hoặc là 0386666789 nhé. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video là sau. Nếu mà quý khách hàng nào thấy video này hay hãy cho em một like và một nút chia sẻ nhé. Xin chào tất cả mọi người.